Vợ của em á, quá trời đẹp đúng không? Đẹp. Very, very beautiful. Đẹp quá. Quá đẹp. Em có thích cái làn da nâu của vợ em không? Do you like my skin? Yeah. Yeah. Dạ đẹp. Dạ đẹp, 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 đẹp luôn đẹp. Em thấy em nhìn chân chó. Chân chó. Chân chó. Nhưng mà chó. À. Nhưng mà trời đẹp, đẹp quá. Tiếng Việt không rành nhưng mà tiếng lóng rành quá nha. Chân chó rồi đó. Việc nhà thì có chị giúp việc. Nhưng mà làm ông này em cũng khó chịu. Nhưng mà ông không bao giờ ông làm. Khó chịu, kỹ tính nhưng mà không có làm. Hiểu không? Hiểu không Dũng? Không hiểu. Say like, you just be cool, you like to clean or anything but you never do. I do, I clean the house or something. Xạo. 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 Tên Phạm Thị Quỳnh Như, năm nay có 25 tuổi. Em làm nghề spa. Nào bây giờ mình chào nhau cái nào? Chào chị Vân, chào anh. Hoặc con mình con là em tên là Dũng. Dũng. Wow, Dũng là tên Việt Nam. Tên tiếng Anh là Josh. 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 Yeah, Josh. Yeah. Em đến từ đâu? American hay là England? Em là người Úc. Úc. Australia. Ừ. Em bao nhiêu tuổi? 29 tuổi. 29 tuổi. Em làm nghề gì? Em là kỹ sư. Kỹ sư về. Kỹ sư. Về điện, về nước hay là về IT hay là về gì? Construction. Kỹ sư xây dựng không? Kỹ sư xây dựng. Kỹ sư xây dựng. Cái làn da này của em á, là làn da là trước giờ hay là làn da nó có nhuộm rồi? Làn da trước đó là của em nó cũng màu, nó cũng nâu nhưng mà nó không có đậm màu như vậy. Sau khi mà có chồng á, với lại bên Tây người ta thích da nâu, dưỡng nâu thêm cho nó đậm lên thêm. Thế mình làm spa mà bây giờ da muốn trắng hay là muốn nâu hay là muốn gì là do mình hết đúng không? Dạ, nhưng mà ở bên bển thì thấy đẹp, còn ở bên đây lúc trước cũng có nhiều người nói trời sao cái anh này ảnh đẹp trai, ảnh trắng vậy mà ảnh có cô vợ này đen mà xấu kiểu vậy. Vợ của em á, quá trời đẹp đúng không? Đẹp. Very, very beautiful. Đẹp quá. Quá đẹp. Em có thích cái làn da nâu của vợ em không? Do you like my skin? Yeah. Da đẹp. Dạ, đẹp, 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 đẹp. Nhưng mà cái lúc mà lần đầu tiên em gặp Như á là Như chưa có cái làn da nâu nhiều như vậy. When I don't really mind about your skin color. It doesn't bother me. So if her skin was brown or white, doesn't matter. It matters about how she is as a person. Giống như là lần đầu gặp con thì cái da cũng nâu nhưng mà ảnh không có quan trọng về cô gái là cái làn da, chỉ là cái inside là ở trong cái tính tình tâm hồn đúng không? Bây giờ nè, anh rất muốn nghe cái câu chuyện tình yêu của các em. Dạ. Lần đầu tiên hai em gặp nhau ở đâu? Em ấn tượng gì ở Dũng và Dũng cũng ấn tượng gì ở Như? Lần đầu tiên con gặp, con xin kêu cô đi cho nó quen. Tại vì cô Dân cũng chắc ở tuổi mẹ con. Mẹ con nhiêu rồi? Mẹ con 54, 55 á. Yeah, the same luôn á. Gặp cái anh này là bữa đó là con ngay trong cái ngày sinh nhật của con. Đêm đó là con đi chơi, đi trong một cái quán bar, đi cùng đám bạn sinh nhật. Anh này ảnh đi chung với một anh kia nhưng mà không quen biết gì nhau hết, chỉ là đứng gần bàn thôi. Thì lúc đó từ xa là thấy anh này anh cũng có địa ảnh nhìn thôi, cũng nhìn ảnh là thấy ảnh hiền quá. Sau đó cũng vô tình là cái chị mà đi chung bàn của con á quen với cái anh bạn của anh này, cho nên hai người mới đi qua trò chuyện. Trong nhóm đó thì không ai biết tiếng Anh nhiều, chỉ có mình con biết tiếng Anh thôi, cho nên mới tiếp chuyện với anh này, mới nói chuyện với anh này thì uống rồi say xỉn, sau đó rồi đi về. Mà anh ấy về không có cái liên lạc gì hết luôn. Mà con gặp ảnh là đêm thứ ba. Ngày thứ bảy là anh đi về nước. Là buổi trưa con đi uống cà phê. Nó ở cái khách sạn là gần ngay đó luôn. Ảnh chuẩn bị đi ra sân bay. Vô tình con vừa xuống taxi gặp ảnh, vừa bước xuống là hai người gặp nhau mà kiểu mà nhớ mãi mãi, mà nhớ hoài không biết gặp ở đâu. Tại vì đêm đó là ban đêm gặp nhau là lộng lẫy lắm. Còn bên ngoài thì bình thường không có được đẹp. Hồi mới nhớ chợt ra là gặp nhau cái đêm đó. Thì mới lại nói chuyện. Thì ảnh nói là anh chuẩn bị anh về nước, thì hai người ngồi nói chuyện đâu khoảng 2 tiếng xong rồi ảnh mới xin Facebook của con, và bển mới bắt đầu tiếp chuyện nói chuyện là dạ. Con Dũng á, là khi mà Dũng when you meet her, you fall in love when I first met her, em thấy em nhìn chân chó. Nhưng mà chó. Nhưng mà trời ơi. đẹp quá. Tiếng Việt không rành nhưng mà tiếng lóng rành quá nha. Chân chó rồi. Yeah. I'm more curious about her and I want to get to know her more, but I felt instant attraction straight away. Anh nói là giống như là thường là ảnh cái kiểu cũng đẹp trai. Anh thấy thường ở Việt Nam là mấy cô gái gặp ảnh là kiểu thích hay là tấn công. Còn con thì gặp ngay cái kiểu chảnh chó không quan tâm, cho nên ảnh tò mò, ảnh muốn tìm hiểu thêm. Như vậy là sau đó thì là ảnh về nước ảnh. Ảnh về bao lâu em? Ảnh về đâu 3 tháng.
từ khi anh vừa bển là hai người nói chuyện mỏi ngày luôn, liên tục đúng không, liên tục từ sáng tới tối luôn mà nói mỏi ngày. Nhưng mà với cái mức là bạn bè, tại vì trong thời gian đó là con vừa mới chia tay bạn trai cũ, ảnh thì ảnh cũng mới vừa chia tay với bạn gái, vừa mới chia tay khoảng một tuần luôn, cho nên hai người đang muốn tập trung cho công việc, không có muốn mà phải là muốn là bạn bè chia sẻ những cái trong cuộc sống, những cái này kia kia nọ thôi, chứ không hề nghĩ tới cái chuyện là mình tán tỉnh nhau đúng không. Cũng biết có cái cảm giác thích nhưng mà sợ không dám muốn đi sâu hơn nữa. Khi mà Dũng xa Vi á thì Dũng có nhớ không? Did love. You miss her. When you lay far away from me, do you miss me? Yeah, yeah. When we first started talking, I started to get really lots of love for her, instant attraction, and it started to scare me at first, a little bit. Then I didn't fight my feelings, and I knew I had to make it work with her. So that's when I moved to Vietnam, decided to sống in Vietnam. Sau 3 tháng là về Việt Nam luôn. Dạ, lúc đầu anh gặp con thì anh cũng có cảm giác là yêu, nhưng mà sợ phải, tại vì công việc ở bển. Lúc đầu con gặp anh thì con nói là không muốn yêu xa, tại vì mới vừa kết thúc một cuộc tình yêu xa, thấy không có kết quả, sợ phí thời gian. Dũng sợ mất con. Dạ. Chuyển về đây nó làm. Dạ, rồi anh cũng âm thầm anh chuyển về đây luôn. Anh không hứa với con điều gì hết, chỉ là tâm sự thôi, là tại sao mà chia tay kiểu vậy. Sau 3 tháng là anh về đây. Dạ. Rồi bao lâu thì anh mới bắt đầu tỏ tình và muốn em là bạn gái của anh? Sau 3 tháng anh về đây là mới gặp nhau. Rồi xong anh về đây được một tuần, anh về bển lại. Về bển lại anh mới bắt đầu là anh nói là anh yêu con, anh muốn là đi sâu hơn nữa, anh muốn nghiêm túc cái mối tình này. Con mới nói là mình để nói chuyện từ từ đi, bây giờ con cũng biết là có cảm giác yêu, nhưng mà có cái gì đó cứ sợ sợ, cái tới không tới mà lui không lui, cứ vậy hoài không tới đâu á. Dạ dạ đúng rồi, cái mới ngừng nói chuyện đâu khoảng một tuần, ảnh mới nói thôi mình cũng làm bạn đi. Con cũng nói thì đâu đó giờ đâu có nói yêu nhau đâu bạn, mà không nói chuyện tuần, cái xong rồi tuần sau đó ảnh mới nhắn tin, cái mối tình kia không tốt thì đừng có suy nghĩ cái người khác như vậy, mình phải mở ra một xíu. Thì cho ổng cơ hội để giống như là ổng sẽ chứng minh con là dạ dạ. Cho nên 2 tháng sau ảnh qua thăm con được một tuần, cái 2 tháng sau qua nữa xong là bắt đầu ảnh quyết định về đây luôn. Mà ảnh về đây mà con không biết luôn, ảnh về đây con cũng tưởng nó là qua thăm con, nhưng mà ảnh đem quá trời đồ luôn. Con mới hỏi ủa chuyến này qua bao lâu, anh mới nói là qua ở luôn. Nhưng mà lúc đó con cũng cái cảm giác con cũng tin khoảng chừng 50% thôi. Đến khi nào thì em mới tin tưởng anh hoàn toàn và chấp nhận anh? Chắc từ sau cái vụ dịch này á con. Năm gọi là trước khi ảnh qua là tháng 8 tới tháng 12, anh về bển, ảnh ngay trăng Tết ở bển á. Là xong rồi ảnh về bển xong ảnh xin cái giấy độc thân. Hai người không nói là phải cưới nhau hay gì hết. Mà tự nhiên ảnh âm thầm ảnh xin cái giấy độc thân qua bên đây. Cái ảnh mới nói là xin visa mỗi lần, tại vì visa của ảnh ở đây là visa du lịch 3 tháng xin một lần. Ảnh nói làm gì mất thời gian rồi này kia. Mình nghĩ là mình có cái giấy mà kết hôn á là mình sẽ được visa 5 năm. Con mới nói thôi cái đó để em suy nghĩ, tại vì mới hai người mới về sống chung mà con sợ kết hôn nữa. Ở từ từ rồi mới có. Mình thấy anh này kiểu anh hay giỡn, anh hay chọc ghẹo, mình thấy kiểu anh còn nhỏ so với cái tuổi con thì con thích đàn ông chững chạc. Mà từ từ ở thì thấy anh này cái tính anh trẻ, anh vui, anh hay giỡn, nhưng mà cái tính anh thì cực kỳ đàn ông. Con ở con cảm thấy con làm thoải mái mọi chuyện, cho nên mới quyết định là kết hôn. Bao lâu thì tụi con ở chung với nhau? Ảnh qua đây là ở chung liền luôn. Là cái lần mà dọn đồ về ở luôn đó. Dạ, lúc đó cũng có nói là con nói là không ở chung, tại đó giờ con không ở chung với ai. Nhưng mà tự nhiên sao ấy ảnh qua đây vì mình một mình. Cái mình đi thuê nhà đồ cho ảnh vừa đi về, mà sao ảnh cứ nhắn tin hoài mà thấy cũng tội nghiệp. Cái cứ qua ngày đem một bộ đồ, hai bộ đồ qua từ từ rồi ở chung luôn. Hai chót, giờ em nói rất là nhiều mà anh thấy là em nhìn vợ em chậm chậm vậy đó. Em có hiểu vợ em nói? What's that? You know you speak too much? When I'm talking and then you just look at me. Yeah. Do you understand what I say? Some bits chip seal. Still learning Vietnamese, hopping Viet, tám tháng rồi. Năm tháng rồi. Tám tháng. Dũng có cảm thấy hạnh phúc khi mà cái lựa chọn của Dũng với Như không? Khi mà Dũng bỏ gọi là do you feel công việc like ở bên kia. Happy or say when you move over here to live with me? How is your life right now? At the start, I was a little bit scared, but I knew as soon as I started talking to her more, every day we were talking, I knew that it was the right decision. My family thought I was crazy to move to Vietnam to live straight away with her, but I knew it was the right decision, and I'm happy that I've done that. It's definitely made my life happier. Ban đầu là sự lựa chọn về đây là kiểu cũng hơi sợ, cũng hơi lo lắng mọi thứ. Với lại gia đình của anh ở bển cũng nghĩ anh bị khùng. Tại vì mới chưa có biết, mới gặp cô gái có một lần đầu tiên mà chưa có thời gian gì hết, rồi qua đây luôn kiểu vậy, rồi sợ lựa chọn không có đúng đắn á. Nhưng mà sao về đây ở rồi mọi thứ nó thay đổi, nó khác. Cho nên anh thấy anh vui, anh hạnh phúc với cuộc sống. Mấy người bạn trai trước của Như á,
thì Như có dẫn về ra mắt ba mẹ không? Con quen nhau cỡ chừng 3 tháng là dẫn về. Dũng mà lần đầu tiên đến nhà Như gặp ba mẹ, Dũng có sợ không? Did you scare first time you come to my home? Sợ quá. Just because I've never met, I wasn't sure about the Vietnamese culture so much when I met her family. So it was a big big change for me, but her family was very welcoming. Hồi đó giờ anh chưa có tiếp xúc với văn hóa gia đình Việt Nam á, cho nên cũng sợ không có biết văn hóa nó như thế nào. Sợ nói không hiểu phải không? Dạ, nhưng mà hôm đó là Dũng đâu có nói được câu tiếng Việt nào đúng không? Dạ chưa, con không biết được tiếng Việt. Dũng là chỉ có nói chuyện với ba mẹ là thông qua Như thôi đúng không? Dạ, nhưng mà bây giờ thì nói chuyện được chút xíu. Hai mẹ con gọi FaceTime. Tiếng Việt á là Dũng có đi học ở một cái lớp nào không hay là em dạy cho Dũng? Dạ có, sau khi mà lần đầu tiên về gia đình con để tìm hiểu, để ra mắt gia đình á, là ảnh bắt đầu là ảnh xin con học tiếng Việt. Anh nói là ảnh muốn xác định ở Việt Nam rồi, là xác định có cái gì đó rồi là phải biết tiếng Việt với lại nói chuyện với bố mẹ con. Cho nên ảnh đòi học, nhưng mà trong thời gian đó con cũng không cho anh học nữa. Anh năn nỉ hoài mà con không cho. Rồi cuối cùng là bây giờ là Dũng học tiếng Việt từ ở đâu? Từ dạ, cái nguồn có nào? cô giáo lại nhà dạy. Cô giáo. Sao học tiếng nhưng Việt? Nhưng mà tiếng Việt khó quá. Khó quá là lên điện thoại đó. Có bao giờ mà nói xấu vợ bằng tiếng Việt chứ? Trôn em á, có khi nào trôn con bằng tiếng Việt không? Cũng có, nhưng mà ảnh gành tiếng Việt, nhưng mà chỉ biết mấy cái câu mà tầm bậy tầm bạ thôi à. Ví dụ really? Coi như câu gì? Chảnh chó là biết rồi đúng không? Chảnh chó, em cùi bắp. Cùi bắp. Em cùi bắp. Cho tới bây giờ là các em đã chính thức là vợ chồng là bao lâu rồi? Là 2 năm. Được 2 năm rồi. Dạ. Rồi. Bây giờ là bắt đầu đến cái phần vui nè. Ông có lòi ra tật xấu gì không? Ở nhà cô là quá điệu, con thì cái tính con chậm chạp, con cũng lâu, mà gặp anh này ảnh chờ anh còn hơn mình nữa, cái đâm ra mình bị quạo. Ở nhà thì là không bao giờ mặc đồ xấu, lúc nào cũng tóc là phải mướt bóng bẫy cái kiểu, đôi khi mình thấy mà chỉnh chu quá nó giống bd á cô. Giống bd á cô. Hiểu không? Dạ. Giống như đang đói quá trời đói, order đồ ăn cái rap người ta đợi dưới, cái đi xuống lấy thì mặc đồ ở nhà mặc áo thun bình thường thôi, đi xuống đi không chịu, vô thay đồ cái xịt nách xịt nước hoa rồi tùm lum hết trơn, làm hơi nó bị lố quá. Cái con cảm thấy con bực bội là hay cãi nhau cái chuyện đó lúc ban đầu. Vậy đó hả? Xuống gặp shipper mà cũng coi như là cũng đánh quần đánh áo nữa. Một ngày là thay 4-5 bộ đồ. Wow. Công việc nhà thì có chị giúp việc, nhưng mà làm ông này ông cũng khó chịu, nhưng mà ông không bao giờ ông làm. Khó chịu, kỹ tính nhưng mà không có làm. Hiểu không? Hiểu không Dũng? Không hiểu. Say like, you disagree cool, you like to clean or anything but you never do. I do it, I clean the house or something. Sao? 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 Oh, yeah. Sao? Sao mà. Rồi, còn thật xấu gì nữa không nè? Có cưng vợ dữ không? What bad things about me? Yeah. Yeah. Chiều là con nói thiệt là con nghĩ không có anh nào chiều vợ như anh này luôn. Bởi cái lý do đó là con mới xác định, con cảm thấy thoải mái, con mới xác định kết hôn với anh đó. Có ghen không? Không bao hề ghen luôn cô, kiếm ghen không ra luôn. Vậy hả? Tin tưởng vợ. Rồi Như ngược lại, Như có ghen ảnh không? Con cũng không có ghen, nhưng mà có cái thời gian anh mới về Việt Nam á, thì hai người cũng có chơi TikTok á, cũng nổi ở trên đó cô. Cũng có mấy chị kia nhắn tin kết bạn đồ với ảnh, còn ảnh thì anh hiểu, anh nghĩ ở bển thì cũng bình thường, mà anh này thì cái tính anh không có mấy cái chuyện mà gái gú gì đó, cho nên hả anh kết bạn con thì con lại không thích. Ảnh kết bạn với cái người nào đó, ví dụ ảnh không hiểu, nhưng mà người ta nghĩ cái anh này ảnh chắc ảnh cũng thích mình, cho nên ảnh mới chấp nhận. Mà còn cái anh này thì ảnh lại nghĩ cái đó là lịch sự, cũng có cãi nhau vấn đề đó. Dạ. Bây giờ còn không? Dạ không, hết không rồi con. Rồi bây giờ tới Dũng. What are bad things about you, right? Kể bằng tiếng Việt. Nói nhiều hả? Em tức giận, quick, she get angry, nhanh, bực bội. Nhanh tức giận, nhanh bực bội, đúng không? Very quick, nhanh. Mỗi lần tức giận thì cô ấy thể hiện như thế nào? Just say anything. Cause she gets so angry, I need to calm her down. I need to go, calm down. But yeah, sometimes she just gets so angry too quick, and I don't know what to do sometimes. But I'm very patient, so that's why we work. She gets angry and I'm patient. Ông nói là ông rất là kiên nhẫn khi ông ở với con. Thì con là cái tính như là như đàn ông vậy đó, còn ông này cái tính ông như phụ nữ vậy đó. Hai người nó trái ngược nhau. Ông không bao giờ biết tức giận. Còn con là cái chuyện gì mà không phải cái đùng 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 lên, xong rồi 5 phút rồi thôi à. Đây là hiểu rồi đó, là nóng tính nè. Dạ. Rồi còn cái gì nữa? And what's the always mua 1 hour. Buy clothes all the time. Can you speak Vietnamese? Cái gì? Mua 1 hour. Là gì? 1 hour.
Mua quần áo mua nhiều mua quá. Quần áo nhiều, nhiều lắm, nhiều lắm. Mua quần áo nhiều lắm. Mua quần áo nhiều lắm. Online. Online shopping. Trời ơi. Mỗi lần mà cô ấy giận, thường Dũng làm cái gì để cổ hết giận? When I'm angry, what you do to make me calm down? Leave her alone. I need to leave the house sometimes, or just try to be nice, or I try to talk you down. Ví dụ như con giận người khác á, thì ảnh ở đó anh giống như ảnh khuyên, ảnh calm down xuống anh nói chuyện. Còn mà con đang giận ảnh á, thì là anh phải đi ra chỗ khác. Chứ không có chọc ghẹo con để cho con bớt giận à? Ừ. Có, lúc đầu anh hay chọc ghẹo, là anh hay làm trò, làm này làm kia. Nhưng mà con đang giống như là làm mặt cười, làm mấy cái chuyện như con nít vậy đó. Mà con thì con không thích đàn ông cái tính kiểu như nít, mà mình đang quạo mà thấy cái mặt ổng vậy nó còn quạo hơn nữa. Cái mặt ổng làm sao đâu. What like you try to make me happy, like smiling when I'm angry, your face do it. No, like you do it, you like you. You do something like that. No? Cô đùa trước rồi đi mà. Còn tật xấu gì nữa không? That's a bad thing that you get angry, but your mood can change so quick. Thay đổi nhanh. Sáng nông chiều mưa. Sáng nắng chiều mưa. Học rất là nhiều. Nói chung là mấy cái nghĩa cùi cùi gốc là học rất là nhanh. Sáng nắng chiều mưa. Dũng muốn vợ mình thay đổi điều gì? What you need me to change? Try to be a little bit more patient when you don't know something and not get angry too quick. Con phải cố gắng tập tính kiên nhẫn, không có quá dễ tức giận, phải suy nghĩ cái đó. Còn con muốn Dũng thay đổi gì không? Bớt cà gỡn lại con. Tức là phải chững chạc lên, gentleman lên hả? Là không có baby nữa hả? Dạ, với lại không có play game much. Chơi game. Không có chơi game. Chơi game. Em nói với Dũng đi, Dũng hiểu đi. I want you to change, like, not play game much. Rồi cái kia nữa. And but like not bad to not like. Bad day. Not bad day. Cảm ơn Như với lại Dũng tham gia chương trình này nha. Dễ thương quá, hai người quá dễ thương. Xin cảm ơn em đã đến với chương trình. Thank you very much. Em tên là Lê Thị Ái Linh. Năm nay em 27 tuổi. Hiện tại em là kế toán. Còn em? Em tên là Lâm Hồng Phi. Năm nay em 32 tuổi. Em làm bên lĩnh vực xây dựng. Phi Linh là gặp nhau ở đâu? Dạ, tụi em gặp nhau cách đây cũng gần 10 năm. Hồi đó lần đầu tiên em gặp ảnh là ảnh là bạn của cậu em, rồi của anh em nữa. Tại vì mọi người chơi chung một cái hội kêu là hội ăn chơi á, chuyên đánh bài nè, đi nhậu nè, một cô gái nữa. Rồi sao? Vậy là ảnh đi theo, xong rồi tới nhà chơi, xong rồi gặp luôn em. Trời ơi, lúc đó chắc vợ em đẹp lắm, bây giờ đẹp quá trời luôn. Không rồi chị, lúc em gặp là quê mùa lắm chị, đó là lúc mà qua gặp á là em đã sắp xếp trước rồi đó. Chứ còn khi mà gặp ở dưới quê mà bạn em dẫn về á, cảm thấy cô này mặc nó là đồ quê mùa lắm. Nhưng mà lúc đó em trong trạng thái mà gọi là nửa say nửa tỉnh á. Em nhìn nhưng mà em cũng vẫn nhận biết được là cái cô này áo lụa Hà Đông của anh rồi đây nè. Cho nhìn qua một cái màn khói rượu thì thấy là tuy quê mùa nhưng mà xinh đúng không? Rồi sao ảnh là người chủ động cô em trước à? Dạ, lúc đó là cái hồi đó là ảnh gặp em nhưng mà em không có biết. Sau này ảnh theo mấy anh qua nhà em chơi thì mấy anh mới sắp xếp làm sao đó thì mới đòi em giới thiệu mấy cô bạn của em làm mai cho mấy ông cậu mấy ông anh trong nhà đó. Thì mọi người mới bắt là em làm bà mai mà phải dẫn qua nhà mấy cô bạn đó chơi. Thì mấy anh sắp xếp hết là xe nào cũng chưa một cái chỗ trống để chở bạn gái. Thành ra không có xe nào để chở em đi hết trơn á. Cái xong mấy người ảnh tên Phi, mọi người đen nữa, mọi người hay kêu là Phi đen. Ê vậy thôi kêu Phi đen qua chở con bé này đi. Vậy là mới điện ảnh qua. Ảnh qua thì nhìn lui nhìn tới thì thôi chắc đại em lên xe ảnh để có chỗ chở đi thôi à. Lúc đó là lần đầu tiên em mới thấy ảnh á. Vậy hả? Rồi ấn tượng sao? Trời ơi, không có giống trong tưởng tượng em đâu chị. Em tưởng tượng người yêu của em là phải hào hoa phong nhã. Nhưng mà lần đầu tiên em gặp ảnh thì tóc tai lù xù, đen thui à. Râu ảnh, hồi xưa ảnh để râu nữa cơ, râu quay nón, nhìn bụi bặm lắm, không có giống cái gu của em chút nào hết. Nên em không có chút ấn tượng nữa hết trơn. Vậy á. Cái cảm giác của em là sao? Dạ không, cái cảm giác của em là em gặp là em yêu con đấy. Yêu rồi liền luôn á. Bao lâu thì em mới yêu bạn này? Dạ tại thời gian đầu á gia đình em cũng cấm lắm, tại cũng không trúng cái gu của mình nữa. Nên em cũng không thích anh hồi xưa giỏi cô gái lắm mà chị. Em đi làm thêm là chờ em sẵn ngoài chỗ làm thêm rồi. Em đi dạy thêm là ngoài cửa trước cửa nhà học trò của em chui đầu ra cái là thấy ảnh lù lù cái đó rồi. Có nghĩa là lúc đó là còn cái năm cuối của đi học anh. Thì cũng rảnh. Đã vậy rồi còn cái tính em mà ham ăn nữa, toàn là mang đồ ăn tới cho em là em ăn mà em ăn là em đi chơi theo vậy đó. Cho ăn bao lâu thì mới dính một cái này? Dạ chắc khoảng gần 5 tháng anh. 5 tháng là cái ngày đó bị em lừa. Cái ngày đó trúng là ngày 1/4. Tại ngày là nói dối ra em nghĩ là em lừa được, là lỡ mà cái biết cũng không giận. Tại khi đó em nói là bây giờ cái yêu em không thì em về quê em không ở đây nữa. Còn yêu thì em có động lực em ở lại. Thì em nói vậy thì cổ là đồng ý ngay.
Nói chung là mình cũng đã biết chắc là ké cắn câu rồi. Mà có nói yêu? Dạ không. Bằng hành động anh. Hành động gì? Ảnh nói bây giờ yêu hay không là phải nói bằng lời, chứ không có gục lắc gì hết trơn á. Mà nói thì em ngại lắm, tại ảnh là mối tình đầu của em mà, nào giờ em chưa có yêu ai hết trơn á. Cái xong em mới thấy ảnh lơ đi thì em hôn lên má ảnh cái. Và sau đó thì là chính thức yêu nhau luôn từ lúc đó bao còn lâu, gì nữa? Bao lâu? Dạ tụi em yêu nhau khoảng chừng 5 năm thì mới cưới. Tháng 11 này là tụi em cưới nhau được 4 năm. Coi như là em yêu và lấy người đó luôn đó. Dạ. Em cũng mới tình đầu á chị. Không dám đâu chị ơi. Mới tình đầu hai chỉ số. Từ 1 tới 10 là người khác, em là số 11. Đó đó thì em tình đầu. Tình đầu hai chỉ số. Rồi lấy nhau về thì phát hiện ở chồng mình có tính xấu gì không? Anh nóng tính lắm. Bình thường hồi xưa yêu em á, có nóng tính cỡ nào á mà hai đứa giận nhau cũng im re à. Vậy mà họ cưới nhau về mỗi lần giận nhau là anh tưởng tượng giống như trong chuyện Son Goku á, mà lúc mà Son Goku mà biến hình thành siêu nhân á, tóc tai dựng đứng lên, cái miệng thì mỏng mà cong lại, xong họ chửi có khi còn xưng mày tao luôn. Trời ơi em giận kinh khủng. Xưng mày tao là lúc á xưng sao ta ngộ á. Kiểu như là chỉ tao vô mặt em một lần thôi chị, một lần duy nhất thôi, nhưng mà lúc đó đang trong trạng thái xỉn á. Chửi sao đó. Giờ muốn sao? Thấy cưng quá là lì mặt ra phải không? Giờ tao không có giỡn mày đâu nha. Dạ. Mà nói lớn không? Dạ lớn lắm. Đã vậy thôi còn giữ lên nữa nhìn kinh lắm. Mà giờ còn không? Dạ tại giờ mấy bữa giờ chưa có chuyện gì cãi nhau, còn cãi nhau nữa em cũng không biết có không nữa. Nhưng mà em nghĩ chắc có á. Nhưng mà hồi đó giờ là chỉ duy nhất một lần thôi. Dạ đúng rồi, một lần. 4 năm mà chỉ có một lần vậy. Không, một lần đó là một lần ảnh xưng mày tao thôi. Còn giận nhau thì giận nhau còn nhiều lắm. Ảnh nói em là cái tật hay ghen. Nhưng mà em ghen đúng. Chị nghĩ sao tự nhiên có điện thoại tới, cái em bóc lên. Biết rồi. Xong cúp máy. Mà trong rõ ràng á, em nghe tiếng phụ nữ đàng hoàng. Em hỏi, ủa anh giờ đi đá banh mà sao có phụ nữ gọi điện cho anh chi vậy? Cái anh nói, không, đàn ông mà, đâu có phải phụ nữ đâu. Mà trong khi điện thoại la là em nghe rõ ràng phụ nữ. Vậy mà anh cãi xong rồi còn nạt em, quay lại nạt em nữa. Ghen lung tung, giờ này đá banh phụ nữ nào gọi? Cái xong hai đứa cãi nhau. Cuối cùng chị biết sao không? Đúng là phụ nữ gọi. Chị đó là bồ của anh bạn. Không có lý liên quan gì hết trơn á. Lý do là bồ của anh bạn hỏi là có tới sinh nhật anh bạn không? Để em kể cho chị. Cái đó là em sắp đi đá banh, thì em thấy cái điện thoại của anh bạn, thấy số anh gọi tới, thì em mới bắt lên nó nói em nghe nè anh. Thì ai ngờ là cái bà bồ bà lấy cái số gọi, bà gọi lên là để dự sinh nhật á. Thì em lúc nôn quá em đại xong em đi thôi. Khi đó cô lại quyết làm cho ra lẻ. Rồi xong em giận em đi luôn. Xong đi nhậu tiếp. Mà không đi sinh nhật. Cái lần mà em xưng mày tao vợ em là lúc vợ em nhõng nhẽo cái gì mà em phải chuyện nhỏ chị. Như hôm đó em đi nhậu về, coi như là bất đồng với cách dạy con vậy chị. Thì vợ mới xen vô. Mà khi đó mình đang bực rồi tự nhiên xen mà cái kiểu mà lại là mà bên con hả? Dạ đúng rồi, bên con mà mình không thích thì mình mới nói thì cãi lại. Cãi qua cãi về vậy em tức quá em mới xỉ mặt em nói là không được mày tao vậy đó. Rồi ngoài ra còn cái tật xấu gì nữa? Bữa nay có thêm cái tật nữa là bắt em viết đơn ly dị. Em thấy các cặp vợ chồng khác là toàn là vợ viết đơn ly dị xong chồng không ký không à. Đằng này tự nhiên hai đứa đang cãi nhau không có cái chuyện gì hết chút xíu à. Cái xong anh nói có ngon người viết đơn ly dị giống nhà bên kia đi, anh thách thức em vậy đó. Cái xong em tức quá, em cũng lấy viết đơn vậy mà nhào giờ đâu biết đâu. Em cứ nhớ là cái mẫu đơn xin việc làm sao vậy á. Cái em lôi xuống, cái em viết xong thì thay đổi nội dung một xíu. Viết xong chưa đã nữa, anh dành anh ký trước luôn. Ký xong cái anh bóc điện thoại lên, gọi luôn cho ba má chồng, ba má vợ, hai đứa luôn. Anh tự anh mét, anh nào là ly dị rồi, chuẩn bị ẩm con về, tùm lum lum. Rồi xong đàn ông dữ vậy. Đúng không? Xỉn anh, lúc đó anh đang xỉn. Anh đang xỉn. Xỉn đi về nữa, lại cãi nữa. Cổ mới nói là sống không được rồi gì đó. Thì khi đó mình lại bực quá, mình mới nói là sống không được thì sao? Thì giờ muốn gì? Thì cái cổ đó nói là biết đó. Nhưng mà tại em gợi. Đúng rồi, đúng rồi. Cái cô này là cái cổ mà cái mức độ càm ràm của cổ là em nói là khủng khiếp lắm. Vậy mà khủng khiếp mà còn cổ còn tự kỷ nữa. Là sao? Thì diễn là em đi theo cái chiều hướng mà nghĩa là người ta đang đi trên con đường thẳng. Cái kiểu này khó chịu lắm luôn đúng không? Em chỉ bực mỗi chuyện đó thôi, chứ còn cái chuyện gì em làm được hết. Thật xấu ông hết chưa? Còn ở dơ nữa. Trời ơi, ảnh đi làm mang giày tây mà vớ thì thường xuyên phải thay ra. Vậy mà thay ra là không bao giờ đem vô thau hoặc đem giặt gì hết. Để 1, 2, 3, 4, nhiều khi chục đôi để vàng vậy nè. Hết vớ, mua vớ mới mang. Em về quê em sinh em bé thì trước khi về quê mấy cái đồ dơ là em giặt em phơi lên hết trơn rồi. Em chỉ dặn ảnh là lấy vô nhà xếp vô tủ cất 4 tháng sau em lên treo nguyên vàng. Hết xấu, hết tật xấu chưa? Ở giờ còn gì nữa không? Dạ hết rồi. Hết rồi. Rồi tới phiên em. Chỉ cái mỗi là giận quá cái càm ràm thôi. Rồi bây giờ em mong chồng em thay đổi cái gì? Anh bớt ở dơ lại. Còn gì nữa không? Bớt nhậu nữa anh. Còn em muốn giờ em thay đổi là gì?
bớt càm ràm này, đừng có tự kỷ nữa. Cái gì mà nói ra em giải quyết nó nhanh, chứ cổ là cổ cứ tự kỷ, cổ suy diễn tứ lung tung hết là mình không có thể nào mà giải quyết được là cổ đang cần cái gì, muốn cái gì để em giải thích. Chị thấy vậy nè, em á thì là nói gì thì nói, thì em cũng đã từng trải hơn cổ rất là nhiều trong vấn đề tình trường đúng không? Dạ. Chứ còn riêng vợ em á thì là tinh khôi, cho nên nếu mà để mà so sánh giữa vợ em với những người phụ nữ khác mà em đã từng gặp á, thì chắc chắn là về kinh nghiệm về tình trường á thì chắc chắn vợ em không bằng những người kia. Nhưng mà không ai bằng vợ em, là vì em là cái người mà gọi là nguyên đai nguyên kiện, bóc tem từ hồi lúc mà nó còn cả thùng cho tới bây giờ đúng không? Thì chị nghĩ như vậy nè, trong cái việc mà để cho vợ chồng càng ngày càng yêu nhau hơn á, cái mà điều em muốn sửa ở vợ em á thì chị nghĩ em phải là người chủ động sửa cho vợ em. Tại vì nếu mà em muốn cổ có kinh nghiệm thì em phải dạy cổ, chứ còn nếu mà em mà để cổ tự học á là nhiều khi cổ phải học một kinh nghiệm chỗ khác, chị nói ví dụ vậy đúng không? Cho nên rằng em phải thấy rằng em rất là sung sướng vì vợ thì đẹp nè, trẻ nè, mà lại yêu mình tha thiết như vậy. Em quý trọng cái đó, cho nên những cái yêu cầu của vợ em mà bớt nhậu nè, gọn gàng một chút xíu, thì chị nghĩ cái điều đó em làm được mà. Dạ được cái gì. Rồi ok, xin cảm ơn em. Dạ em cảm ơn chị. Trời ơi, nam thần của màn ảnh Việt. Nam thần, em công tâm là nó đẹp thiệt luôn á. Nam thần của màn ảnh dạ. Việt, trời ơi. Lâu lắm rồi mới gặp lại em luôn á. Dạ, chào anh, chào cô. Trời ơi, có thời gian diễn ở sân khấu chị luôn đúng không? Trời, lúc mà Ngọc Thuận về diễn ở sân khấu của chị là thời điểm Ngọc Thuận đẹp nhất. Dạ. Thanh xuân nhất. Em nhớ diễn cái tuần nhà mà đi thi liên hoan sân khấu. Nỏ thần, chính xác. Trời ơi, nhiều nữa chứ con ha, mà dạ. Tại vì nổi bật lên là cái nỏ thần á. Dạ, có một tuần là khoan để cho con chào quý vị khán giả chứ. Dạ, vợ chồng em xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên gì em giới thiệu? Bây giờ sẵn nghe con giới thiệu luôn đi. Con giới thiệu xong rồi để vợ con sẽ tự giới thiệu về bản thân. Dạ, xin tự giới thiệu mình là Ngọc Thuận, là diễn viên, bây giờ cũng là đầu bếp. Còn đây là vợ của Thuận. Con tên là Bích Ngọc. Con hiện bây giờ con đang phụ gia đình con, có một công việc riêng, với lại con có... Giới thiệu tên tuổi thôi em. Khoan, nghề nghiệp từ từ. Nói luôn đó con, nói luôn đó. Ừ. Với lại con đang kinh doanh trên một cái mạng gọi là TikTok ạ. Dạ đúng. Con tự giới thiệu đi về cái mảng kinh doanh của con á. Trên mạng đó thì con kinh doanh về những cái thương hiệu gì? Con có những cái sản phẩm dành cho kiểu như là làm đẹp cho phụ nữ nè. Tất cả các mặt hàng như là một cái tạp hóa vậy á. Là bạn bán hàng trên TikTok của cái trang của em luôn. Tên là gì? Trang TikTok của em là gì? Tên con luôn á. Con nói đi, con nói đi. Tên là Ngọc. Cái gì Ngọc mới được? Em quên rồi. Ủa con nhớ không Thuận? Con nhớ thì con nói đi. Cái gì T B Ngọc. TB Ngọc. Rồi, dạ TB Ngọc, là có bán sản phẩm trên đó. Mọi người có nhu cầu về những sản phẩm làm đẹp thì cứ lên trang TikTok của TB Ngọc. Phụ nữ làm đẹp, chăm sóc da, rồi chăm sóc sức khỏe này kia hết. Vợ con bán nhưng mà con biết hết, tại vì con hay ngồi xem. Đúng rồi, con phải hỗ trợ chứ. Ngọc năm nay được bao nhiêu tuổi rồi cưng? Em năm nay 20 tuổi rồi. 19 em. Em lớn ghê luôn ha. Sắp 20 rồi, 19. Sắp 20 rồi. 19 hả? Dạ. Vậy là sanh 2003. 2003. Ủa nhỏ xíu luôn trời. Tại giờ vợ của em á là thích mình lớn chút xíu luôn, nào là 20 đó. Nhưng mà chính xác là 19. Thường năm nay là bao nhiêu ta? Em 38. 38. Trời. Cũng hơn nhau ít ỏi lắm. Đâu có nhiêu. Gần 2 thập kỷ. Ừ đó. Nhưng mà sao thấy cũng không có chênh lệch nhiều. Thực ra là như vậy, bởi cho nên là Thuận nó giữ nhan sắc của nó quá hay luôn. Ủa, em tưởng đâu em là vợ em mà chênh lệch nhau lắm luôn rồi đó. Anh ở đây còn ghê hơn nữa. Em là ngưỡng mộ cặp vợ chồng của anh lắm luôn á. Nhưng mà cái không phải là vì ngưỡng mộ vậy mà em cố tìm một người vợ trẻ đâu nha. Duyên rồi em. Duyên số, cái này gọi là duyên số. Đúng là duyên số, với lại là thực ra là nhìn bé Ngọc á thì cho dù là cái người mà gọi là cho dù có một cái lời thề là sẽ không lấy vợ thì cũng sẽ phải bỏ ngay cái lời thề đó. Xinh đúng quá. Không? Vì bé Ngọc nhìn như một cô công chúa vậy đó. Như búp bê á. Thiệt, nói chung là nhìn bé Ngọc là coi như là không ai có thể là có thể kềm được cái trái tim của mình thổn thức đúng không? Dạ. Bây giờ cô biết tại sao mà con có thể lấy vợ mà thần tốc như vậy luôn. Con nói thiệt với cô luôn nha, con vừa gặp vợ con thôi. Con vừa gặp vợ con là lúc đó con chưa có xác định là con quen, mà con không có xác định là rõ ràng với ai hết trơn. Với con cũng nghĩ là chắc con không lấy vợ đâu, con chỉ là quen rồi giống như cuộc sống mình cái thời gian đó mình gặp ai thì mình giống như mình cứ đi vậy thôi, mình cứ tập trung làm việc lo cho cuộc sống, lo cho gia đình rồi giống như nó là vậy thôi. Nhưng mà khi con gặp vợ con thôi, con đứng từ xa khoanh tay nè. Nhìn giờ con đứng đằng kia, giờ con vừa bước vô cửa con đang đứng quay lại thấy vợ con khoanh tay nè, có nào là vợ mình không ta? Mà mới gặp vậy thôi, con chưa có nói chuyện chưa gì hết.
cái là cơ duyên đầu tiên mà con gặp vợ con đúng không? Rồi, là ở đâu? Sẵn là con nói luôn đúng đó, cái lần đó là ở đâu? Gặp ở đám cưới của một gọi là partner làm ăn chung với lại con. Dạ, một người bạn của con là đám cưới của người đó. Xong rồi gặp vậy thôi. Rồi đáng lý ra là con ngồi bên một bàn khác. Nhưng mà con thấy vợ con như vậy con không thể ngồi bàn khác được. Con mới kiếm cớ, tại vì trong đó bạn con không à. Con mới kiếm cớ, ê, làm một người bạn trong cái bàn của vợ con. Con để được ngồi chung bàn đó hả? Ngồi đó thôi, chứ con không có làm gì hết. Hôm nay là con lại ngồi gần. Con có ngồi được gần Ngọc không? Con không có nhìn vợ con. Nhưng mà con có ngồi gần Ngọc không? Hay là con ngồi đối diện? Hay là con ngồi xéo xéo? Con ngồi đối diện xéo xéo. Đối diện để dễ nhìn hơn. Nhưng mà con không hơn. Nhìn vợ con luôn. Con không nhìn vợ con. Con lâu lâu có nhìn chậm không? Con canh vợ con không nhìn, con mới nhìn. Tức là con không có cho vợ con biết là con nhìn vợ con. Con chỉ giống như là không ai biết là con đang nhìn vợ con hết. Chỉ là con rất nhìn rất là gọi là kính cái phần đó. Sau chuyện này anh Tim mới tin hơn là đúng là phải đến một cái thời điểm nào đó cái cảm giác như là ông trời sinh ra phải là của nhau vậy đó. Đúng rồi. Có thể là 5 năm, 7 năm, 10 năm, 20 năm sau đúng mới rồi. Tìm được cái người. Nhưng mà cái khúc, cái khoảng thời gian đó là con chưa có rõ ràng về cái những cái mối quan hệ. Cô nhớ mà, tại vì là cái thời điểm mà đi quay Gạo Nếp Gạo Tẻ với Thuận á. Là Thuận vẫn còn nói là trời, tại vì cứ hỏi ủa Thuận sao tụi nó có vợ trơn mà sao con cứ phòng không hoài vậy Thuận. Nó chắc con lấy vợ quá cô. Thực sự chưa bao giờ mà Thuận nói là Thuận sẽ phải năm này sẽ phải lấy vợ rồi năm tới sẽ phải có con hay gì, chưa bao giờ có đúng chuyện rồi. Đó chưa có một cái kế hoạch đó đúng không, rồi, em không, không hề có kế hoạch luôn. Và lúc gặp vợ con á là con cũng chưa có xác định gì hết trơn, chưa xác định với ai, mặc dù con cũng có bạn rồi này kia. Nhưng mà khi gặp vợ con đó thì con có cái cảm giác đầu tiên là cái tiếng nói dội lên trong đầu có khi nào đây là vợ mình, mình không ta đó. Thiệt luôn, thật sự là vậy á, mới cảm thấy như vậy á. Rồi cái sau này con cũng hỏi vợ con á là lúc em mới gặp anh á em có đâu, bây giờ đây cô hỏi nè. Ngọc con nói cho anh Tuyên là cô này với mọi người biết đi, cái hôm đó khi mà Ngọc Thuận xuất hiện ở bàn của con á thì con đã biết anh Thuận là anh Thuận chưa, là diễn viên chưa? Hay là con đừng có nói với cô là con không coi phim Việt Nam nha. Dạ, lúc mà mới bước vô cái sảnh đó thì tự nhiên con thấy cái anh nào đang đứng ở chụp với cô dâu chú rể á, xong mà nhìn sáng đẹp dữ, quen quen. Xong rồi con hỏi bạn con à, hình như cái này anh này diễn viên hay gì á, xong rồi con lên mạng search. Đúng rồi, anh này hay coi Gạo Nếp Gạo Tẻ. Là cũng đi tìm ngay lúc đó luôn. Đúng hả? Rồi, em đi tìm trên mạng nên em em thấy ở ngoài sao trẻ hơn ở trong hình. Là con cũng có ấn tượng đẹp liền luôn đúng không? Tại tự nhiên cái chỗ bắt sáng giống như rồi sáng chung cái chỗ đó lên. Rồi xong lúc mà ảnh đến bàn con ảnh ngồi á, thì lúc đó con sao, cảm giác con sao? Không, là con ngồi bàn đó rồi xong con ra con chụp hình. Tự nhiên thấy anh này đang ngồi trước mặt mình đâu ra, tự nhiên qua cái bàn của con ngồi á. Ừ thì đó, thì lúc đó cái trái tim con nó có đập hơn. Nó có đập mạnh hơn không? Lúc đó vợ con tưởng con bị đê tại con nhìn mấy con trai không à. Đúng rồi. Tại vì bàn đó con trai nhiều, con có nhìn mấy người bạn con trai con không à. Con nhìn, nhưng mà con ngồi con nhìn như đang uống, nhưng mà nhìn con canh hết, canh cái bàn tĩnh lặng con mới liếc qua một cái xong quay lại. Thì bạn con mới tưởng con là bị đê, bạn con hỏi mà. Khoảng thời gian đó lâu chưa em? Cái năm đó năm nào ta? Năm trong năm nay nè. Ê không lộn nhầm. Năm vừa rồi á. Năm rồi, năm mới thức thì đây luôn á hả? Vâng, tụi em quen nhau và cưới nhau chơi trong vòng không quá một năm. Quyết định trong vòng có một vài tháng là quyết định đám cưới và chưa đến bây giờ anh Tuyên mới biết luôn á. Rất là, nói chung là nó là như vậy, hai tụi con quen nhau hai tụi con là sau cái bữa đám cưới đi, bắt đầu con kể từ cái mốc mà sau cái bữa đám cưới thì là cái tối hôm đó thì con có về, tại vì con nghe loáng thoáng vợ con tên như vậy đó, loáng thoáng một cái tên thôi. Con không có hỏi, không hỏi bất cứ ai hết ở trong bàn tiệc, nó không nói chuyện luôn hả? Nói chuyện gì đó nhưng mà nghe loáng thoáng một cái tên là Ngọc. Thì con mới về. Bây giờ cái manh mối đầu tiên là như vậy, nhưng mà nếu mình đi hỏi ấy, thì nó quá là dở, là coi như là mình ấy là cái này mình dựa vào duyên số. Nếu thật sự là vợ của mình á, mình cứ dựa vào duyên số thì tự nhiên vậy đó con tìm được luôn. Mà lên Facebook là tìm được luôn đó, con tìm được đúng vợ con luôn, mà hình avatar của vợ con á là che cái mặt, che nửa mặt, che hết cái mặt, chừa cái điện thoại nè, mà con tìm ra được đó. Sao là cứ lên vậy? Đi vô tìm kiếm là gõ tên Ngọc rồi lướt gõ tên Ngọc mà dứt một phát ngay đúng luôn. Xong rồi cái nhắn cho vợ con, có nhắn cho vợ con như nè, không nhớ chính xác lắm nhưng mà nhắn vợ con là khen vợ con dễ thương. Nhưng mà con nói là chắc là mình không có cái gì đó đại khái rồi, chỉ nhắn vậy thôi, tụi mình cũng không làm bạn. Vợ con nhắn lại là mình làm bạn gì đúng không? Con nói không, thôi tụi mình không có làm bạn gì đó, không có làm bạn gì với em hết á. Xong cái tự nhiên vợ con lóc luôn. Con thấy là tự dưng vô duyên đó. Vô duyên sao? Tức là mình làm quen người ta mà mình không có làm bạn. Con cũng nói thôi, chỉ nhắn gì thôi là kết thúc, không như là kết thúc ở đây. Không có lý do tại sao làm vậy, trong khi em thích, em đã xác định. Tức là hiện cái thiện trạng lúc đó của em á là em chưa có xác định gì hết, mà em chưa biết
là em thật sự hay là em chỉ là chỉ bị choáng chút xíu là em gặp vợ em vậy thôi. Con gặp vợ con vậy thôi rồi nhiều khi giống như là như bao lần mà con bị nhìn hớp hồn chút xíu vậy thôi thì con mới bình tĩnh lại, con mới nói vậy đó, không có làm bạn gì hết, chỉ nhắn vậy thôi, chỉ nói cho em biết là anh thấy em dễ thương vậy đó, là anh biết em vậy thôi rồi xong cái giờ con lóc con luôn, là hai đứa không liên lạc nữa. Vậy đâu để Ngọc nói coi lúc đó cảm giác con thấy đúng là xàm xí đúng không? Đúng rồi, con thấy xàm xàm sao thì dân cái vô nhắn tin cho con xong rồi gỡ, xong con hỏi gì thì nói nguyên đống vậy á, xong con chặn luôn. Chặn luôn. Chặn rồi sao nữa? Rồi sau đó là cái cảm giác của con là nó có quên liền không hay là vẫn cứ khó chịu trong lòng, cứ là... hình ảnh nó cứ lởn quởn rồi để tạo cái sự tức cho con. Không có quên, ngày nào có hay con nói thiệt con nha, là con có một cái nick để dùng đi theo dõi những cái người con chặn á. Ý là có anh Thuận trong đó. Ngày nào con vô con muốn xem như nào. À chặn bằng nick kia mà thật ra cái này theo dõi mà. Nhưng mà cái thời điểm đó cô là con đang ở Đà Nẵng, có công việc ở Đà Nẵng, con ở Đà Nẵng suốt rồi, ít ở Sài Gòn lắm. Ở một khoảng thời gian dài ngoài Đà Nẵng luôn, con chả nghĩ tới, nói chung lâu lâu lúc có đi trên máy bay á, di chuyển bằng máy bay qua lại, con có lâu lâu nhớ tới vợ con. Nàng nói nếu mà thật sự cái người đó mà là vợ của con á, con nhìn thì chắc chắn vợ con còn nhỏ, con nhìn cũng biết. Nếu mà thật sự là vợ của con á thì hãy cho tụi con tiến tới luôn, và hãy mở cho con một cái con đường sáng nhất mà coi như là tiến thẳng tới là cưới vợ con luôn, chứ đừng có cho con yêu đương rồi giận hờn vu vơ gì hết, hãy cho con làm một phát một luôn, dẫn con một con đường ở trên ngồi trên máy bay á, con có thì thầm như vậy đó, vài lần như vậy hiệu nghiệm luôn, vài lần như vậy xong rồi tự nhiên cái một bữa nọ là con về con quay phim, có lịch phim mới, con về lại Sài Gòn thì vừa mới xuống sân bay rồi cô thấy đây ẹp Facebook rồi. Vậy hả? Ẹp Facebook nó, ủa hôm bữa là lóc rồi mà giống như kiểu mà con cũng không có tìm gì hết á, thế mới ẹp cái nó, con mới ủa kỳ ta, sao tự nhiên ẹp Facebook mình. Con nghĩ ở đầu đó, nguyên buổi con về làm buổi trưa tới buổi tối á, con mới nhắn lại cho vợ con. Nhắn như là chấm hỏi hay là gì đó, con hỏi vợ con gì đó không thấy trả lời, gọi luôn. Em cũng kỳ thiệt ha. Dạ. Nhưng mà để hỏi Ngọc coi sao lúc đó con lại ạch Facebook anh lại vậy? Tự dưng con thấy tự dưng con vô cái danh sách chặn của con á, tự dưng mắc gì phải chặn anh này, cái em con mở ra luôn. Không. Cái con kết bạn xong con lại hủy, thì anh này thấy anh Thuận nhưng thấy. Mà con cái tin nhắn nó kết bạn vô là con đã thấy rồi, hiểu không? Tín hiệu của vũ trụ đưa xuống á, sau khi những cái chuyến mà anh ngồi trên máy bay anh xin là cho con đến hẳn luôn đây đó, cô là đưa xuống cái bụng. Cô biết không, là con vừa tin nhắn đó thôi nha, con nói với vợ con nha, con nói với vợ con luôn á, là con nghĩ trong đầu á là mình có 24 tiếng để giải quyết râu ria rễ má của mình, tức là những cái mối quan hệ mà nó không có rõ ràng á, là con hỏi hết tất những bạn mà con cảm thấy là những người bạn đó xứng đáng được hỏi, những người bạn đó mình nên nói chuyện, thì những người bạn đó là cũng chỉ là quen với cho vui thôi này kia, không có một cái gì hết, thì nó rồi thôi vậy thôi anh sẽ thôi mình thôi, mình nên trong vòng 24 tiếng là con nói là con sẽ giải quyết hết, thì con mới gặp vợ con. Thì trong vòng 24 tiếng sau là con tìm cách gặp vợ con để nói chuyện với vợ con. Lúc đó vợ con là ra con nói chuyện với vợ con luôn, mới ngày đầu tiên thôi. Là con nói trong vòng 6 tháng anh cưới em. Là chưa biết gì nhau luôn, chưa biết gì nhau hết. Là vừa mới xuống máy bay. Đó. Xong rồi đêm đó con nói chuyện như vậy. Ngày hôm sau là xóa hết những cái mối quan hệ râu ria. Giải quyết chứ không phải là xóa. Tức là mình giải quyết hết, nó không còn gì vướng bận gì hết của mình hết, tức là sau đó là qua sáng hôm sau đó là gặp tối, qua tối hôm sau nữa. Tức là qua tối hôm sau đi làm về là con hẹn vợ con hay vợ con hẹn nhau. Hẹn vợ con chỉ đường đi lạc một tiếng đồng hồ. Tức là hẹn tại vì về khúc đó là gặp nhau rồi, nhưng mà con đi lạc một tiếng đồng hồ mới gặp vợ. Mà vợ con vẫn chờ. Tức là hai đứa là hẹn ngoài đường. Hẹn ở một cái chỗ nào đó, không nhà, phải là nhà đúng ở không? Ở hẻm đầu hẻm nhà vợ con, nhưng mà mà không biết chỉ sao con đi lạc một tiếng mà con vẫn em chờ. Là người Sài Gòn, sống với ba mẹ ở đây nhưng mà nhà vợ con là ngay cái trục đường về nhà của con luôn, mà con đi lạc một tiếng đồng hồ không hiểu sao. Thử lòng giống như là kiểu giống mình như... con bị lúc đó cái trong người con nó có cái gì đó thúc đẩy nôn nóng, mà nó hồi hộp, nó rất là ấy, mà tay chân con giống như nó không có còn được tự chủ được, tự chủ được, mà con chạy xe con ráng cố gắng là phải cẩn thận, phải tới và phải làm sao mà nhanh nhất để chờ mà thì tới cái xong rồi ra ngồi quán nước hai người ngồi nói chuyện, xong tự nhiên con vô thẳng vấn đề luôn, nói chứ anh không có quen chơi, anh biết em còn nhỏ, bây giờ nếu em quen với anh á, thì được á, thì mình tiến tới luôn. Chứ bây giờ quen xong lỡ đâu 5 tháng nửa tháng hay là năm gì đó tự nhiên có chuyện gì đó giận hờn chia tay là em là người mệt,
em là người buồn chứ anh đâu buồn, anh bị quá nhiều, anh nó bị quen quá rồi. Cái vợ con cũng nữa, sau này con hỏi vợ con, thì ông vợ con lúc đó vợ con nó nói là có má thằng này khùng dữ. Đâu Ngọc kể coi, Ngọc kể coi lúc đó sao mà em có thấy Thuận có bị sổ sàng quá không, trong khi đó chưa biết gì hết. Đúng rồi, Ngọc kể cái cảm giác của con đi. Đúng rồi, lúc đó con thấy là sao má ơi, mới nói chuyện được có một xíu mà kêu cưới trong vòng 6 tháng. Xong rồi con hết hồn, lúc đó con không hiểu sao mà con nữa. Con nhưng mà con vẫn đang khùng. Con không hiểu sao lúc đó con luôn. Mà lúc đó em còn đi học không? Lúc đó em dạ không ạ. Lúc đó là em gia đình em định là sẽ cho em sang nước ngoài á. Nhưng mà không hiểu sao gặp anh Thuận thấy không? Vợ con với con gặp nhau trong cái quán ăn đó, xong rồi cái hai đứa nói chuyện với nhau, xong rồi con hỏi vợ con là có người yêu có gì không, vợ con không, vợ con không có người yêu không có gì hết. Thì cái, em mới lớn mà em nhỏ xíu cái vợ con, nhưng vợ con là cũng có bạn thời đi học rồi này kia cũng có, nhưng mà thì mình phải hỏi đàng hoàng. Xong rồi vợ con hỏi lại, con nói luôn là anh đứng đây là anh hoàn toàn sạch rồi đó, không có ai hết đó. Xong bắt đầu hai đứa mới vô mới nói chuyện. Nói là từ bữa đó tới ngày hôm nay là hầu như ngày nào tụi con cũng gặp nhau. Chị Vân thấy có nhiều cái khoảnh khắc không, vừa trên máy bay xuống tự nhiên vô tình bạn này bật lại kết bạn ngược lại, thì đâu vô tình mà Thuận lại cầm điện thoại lại lướt lại thấy cái đó liền. Rồi bạn này bật xong rồi lại cái hủy tiếp chứ bộ. Mà nói như vậy nè anh Tiên, là đó, vợ vợ con vừa mới ẹt con á là vợ con gỡ ra liền. Đúng rồi, chứ không phải là ẹt để chờ con ẹt. Ẹt xong có đâu có mấy phút sau là gỡ ra là con thấy rồi, con đã thấy rồi. Đúng nhưng rồi mà không có nói để con coi tới tối thì sao. Con thấy ấy xong đến tối con mới gọi luôn đúng, đúng không? Thấy con thấy không ổn rồi con gọi luôn. Bây giờ cô muốn hỏi Ngọc là cái ngày đầu tiên mà con về con nói chuyện với ba mẹ con á, là đó giờ con có bạn trai vậy á. Rồi con có nói lúc đó là ba mẹ con phản ứng như sao? Lúc đó hả? Kiểu là trước giờ con không bao giờ, cho dù con có bạn trai hồi đi học đi, con không bao giờ nói cho ba mẹ con biết là con có bạn trai hay gì á. Tại nhà con không có cho con quen sớm. Thì lúc mà nghe con dẫn bạn trai về á thì ba mẹ con hết hồn. Xong ba mẹ con kêu là trời đất ơi, mày có đi đâu chơi đâu mà sao quen được bạn trai. Xong rồi con mới kêu là tại hồi bữa con đi đám cưới nên con gặp anh đó. Không, con chưa có nói là anh Thuận. Xong rồi khi ba mẹ kêu á thích quen ai thì dẫn về đây. Tại vì ba mẹ con trách con á, quen ai không bao giờ dẫn về. Chỉ có nói cho anh chị con biết thôi mà không, ba mẹ không được biết. Xong rồi con dẫn anh Thuận về luôn. Rồi trước khi đó con có nhớ hàng là anh Thuận quay một cái TV show ở trên truyền hình á. Con làm con, về nấu ăn. Đúng rồi, nấu ăn á con. Xong rồi con chị, anh này đẹp trai ghê luôn á, này mà con rể của ba thì sao? Chỉ là giao đại thôi đó. Đúng rồi. Xong rồi ba con kêu mẹ ơi, mặt nó già như vậy mà nó chưa có vợ tao chết liền. Chưa có vợ tao chết liền. Đúng rồi, kêu là chắc có vợ đó. Xong con kêu chưa đâu, hồi bữa con có lên mạng tìm hiểu rồi chứ có vợ đâu. Xong con nhắc anh Thuận về nhà. Gặp Thuận phản ứng của cô chú làm sao? Ba mẹ con kêu má ơi sao nhìn ở ngoài trẻ dữ luôn. Với lại nhìn thật thà, nói chung là hiền lành, ba mẹ con kêu vậy. Có tin liền không? Ngay hôm đầu tiên gặp được ba mẹ vợ con bây giờ là con xin phép luôn. Nhưng mà xin cưới luôn hả? Lúc đầu ba mẹ có nói là có nghi là bị BD không mà giờ này chưa có vợ không? Là không thắc mắc là tại sao giờ này mà con chưa có vợ. Đúng rồi. Có hỏi không? Ba mẹ có hỏi được không? Không hỏi luôn. Chỉ có điều con hơi liều cái là vừa gặp ba mẹ vợ con lần đầu là con xin phép cho mẹ con lên nói chuyện cưới luôn. Chứ con không có chờ là gì hết á. Tại con đã nói trong lòng con rồi, con gặp đúng người là phải cưới liền đó. Là con đi thẳng luôn chứ lúc con đó là vòng do gì hết. Hai đứa em có khoảng thời gian để tìm hiểu không? Hay là bập liên tục như luôn? Cái khoảng thời gian tìm hiểu á, tức là khoảng vài tháng tìm hiểu để quyết định đám cưới á. Nhưng mà lúc mà hai đứa mà nói vợ em đồng ý rồi đó, em mới gọi điện về cho mẹ, nhắn cho mẹ. Mẹ nói thiệt mày, chắc mẹ cũng hết hồn. Nhỏ có bầu hả? Mẹ hỏi liền nhỏ có bầu hả? Nhỏ có bầu hả? Mấy tháng rồi. Nó không có, tụi con chưa làm gì luôn. Thật sự luôn nha. Con với vợ con là tới gần ngày cưới luôn á. Tức là cho hai bên gia đình cho phép đám cưới, tụi con vẫn không dám đụng tới vợ con. Tại vì con sợ là nếu mà con đụng vợ con á, mà lỡ mà nó có vấn đề gì xảy ra là tự nhiên là con làm như vợ con buồn. Tại vì cái chuyện đó, cái chuyện đó đối với con nó quá bình thường rồi. Nó không có phải là một cái cuộc gì đó mà con phải cần có cái chuyện đó cả. Cho nên là con vợ của mình mà, giữ mình không có nghĩ là giữ mà là vợ của mình mà, không có gì mình phải nghĩ tới cái vấn đề gì hết á. Mình cứ làm xong hết mọi chuyện, lo liệu hết xong xuôi mọi chuyện hết đi. Vợ mình rồi lúc đó rồi mình gần nhau cũng được. Đó cho nên là con nói với mẹ con chắc chắn là có bầu. Bạn bè con mời ăn nói gì lẹ vậy có bầu vậy? Tại vì bạn bè con biết coi con mà có bầu hay sao vậy? Nó không đi đám cưới đâu, chưa có bầu bây giờ nữa. Bằng chứng là bây giờ chưa có bầu. Cái khúc quen nhau mọi người còn không biết mà đi đùng cái đi đám cưới. Nhưng mà
Thuận sinh là cưới con mà lúc con còn nhỏ xíu vậy mà ba 18. Mẹ con ba mẹ con cho con lấy chồng sớm vậy luôn á. Ừ, ba mẹ con kiểu là cứ kêu con là suy nghĩ kỹ chưa, tùy con quyết định thôi à. Chứ thấy em Thuận cũng được rồi. Nhưng mà ba mẹ con có thích anh Thuận không? Có thích Thuận đóng phim không? Chắc thích đúng không? Chàng rể này ok con quá. Ba mẹ con không phải là thích người đóng phim mà là thật sự là tới bây giờ con, tại vì hai đứa con là ở gần nhà ba mẹ con luôn, là ba mẹ con thấy con giống như là một đứa con của ba mẹ vợ con gì đó, chứ không phải là con rể nữa, mà nó gần giống như là con dâu mà là con ruột luôn á. Ý kiểu nó là nó rất là không có một cái khoảng cách gì hết. Anh phải công nhận là nhìn Thuận á là ập vô đầu tiên là thấy cái độ chân thành, không có cái độ có cái gian xảo á, từ không có cái nét điệu á. Dạ đúng rồi, từ cái ánh mắt, cái cử chỉ, cái những cái thái độ của mình, cái hành vi của mình, không có gì gọi là để cho bất an cho ba mẹ. Có thể là nhờ cái đó thì cô chú mới tin. Không phải đâu, với lại thực ra mà nói á, là nếu như ba mẹ mà có coi những cái phim mà Thuận đóng á, thì là chắc cũng đã có cảm tình với cái người diễn viên này rồi. Bởi vì thường những cái vai Thuận đóng á, toàn là những cái vai mà kiểu chính diện á, rồi những vai hiền lành. Gào nếp đồ tẻ, ba mẹ coi đúng gào nếp đồ tẻ. Thì đó, thì cái vai thì đó cái vai đó nó dễ thương đi. Rồi thành ra là đó là ba mẹ cứ kiểu như là những người khán giả đó, ở như là các phụ huynh á, là thường cứ mặc định luôn là với cái người đó mà đóng cái vai đó mà thành công á, mà tạo cái dấu ấn tốt đẹp á, là cái người diễn viên đó là cũng sẽ giống như là cái nhân vật đó đó. Thường là hay bị ngộ nhận cái đó lắm. Đấy, nhưng mà ăn thua là sau này khi mà bắt đầu tiếp xúc trực diện rồi thì là còn giữ được cái cảm tình đó hoặc giữ cảm xúc đó hay không là lúc đó mới là Ngọc Thuận đó. Dạ. Đúng không? Cái quá trình mà trước khi mà em giới thiệu Thuận cho cô chú biết á, thì lúc đó hai đứa quen nhau thì quá trình rồi đi chơi có phải khó khăn với nhau không? Khó hơn chút xíu. Hả? Tại vì anh Thuận á là làm về khuya, quay phim á về khuya 11, 12 giờ lận mà nhà em khó lắm luôn á. Giờ làm em mới sao? Dám nói nha. Ba mẹ huynh xin lỗi ba mẹ là em buổi tối á là 11, 12 giờ em đâu được đi buổi tối khuya đâu, thì ba mẹ em có khóa cửa nhưng mà em tìm cách để em đi ra để gặp anh Thuận một chút xíu thôi à. Đến giờ cô chú chưa biết luôn. Ngày nào cũng gặp nhau khoảng 30 phút nói chuyện gì đó, nhiều khi mấy cái quán sinh tố kế bên nhà cách mấy căn nhà gì đó. Tại vì ba mẹ em là làm buôn bán bỏ mối rồi nên là 9 giờ là phải ngủ, rồi 2 giờ là phải dậy để soạn hàng. Cho nên là cái khoảng thời gian 9 giờ tới 2 giờ là ba mẹ ngủ. Là giờ vàng của tụi em á. Giờ vàng tụi em gọi là giờ giới nghiêm á, là 2 giờ trước 2 giờ là phải về nhà đó. Giống như là Juliet vậy đó. Đúng rồi, đó leo băng công. Đúng rồi. Nhưng mà bữa nào mà vợ con kiểu vui với bạn quá quên tới 2 giờ là bữa đó con chết luôn, là con chết rất là khó, con bị thấy có lỗi vô cùng luôn. Kiểu chứ từ lúc cưới vợ con tới giờ là tụi con bị hai lần hả? Hai lần bị như vậy. Hai lần là tới giờ sinh nhật của bạn không về được, sinh nhật của bạn vui quá bạn không cho về tới. Mà em cũng gan ha. Dạ đúng rồi á. Trốn như vậy đặt trường hợp lỡ như cô chú vô tình thức giấc hay là vô tình cái gì rồi sao ta? Chắc em chết luôn. Có bị ai bắt gặp chưa? Có chị em mà chị em bao che cho. Đến giờ cô chú chưa biết, nãy mới xin lỗi con, xin lỗi ba mẹ không ạ? Ba mẹ em không biết. Ý là cái khoảng thời gian đó tụi con, tại vì con đi quay cái phim á, sáng 6 giờ có mặt quay. Không, bối cảnh không hiểu sao đó, cái khoảng thời gian mới quen vợ con quay mà 3 tháng liên tục, 6 giờ sáng có mặt, 11 giờ đêm về, mà ngày nào cũng vậy á. Mà mình mới gặp vợ nữa, không biết tìm hiểu sao mà chẳng lẽ rủ con gái người ta đi khuya rồi đi đâu cô. Cuối cùng là ở gần nhà nó có cái chợ bán sinh tố á, cứ ra đó ngồi, ngồi chạy ly vào đó luôn à. Cứ ra uống ly, hết ly sinh tố về, hết ly sinh tố về. Xong rồi con sáng là con lại phải thức sớm đi quay. Mà liên tiếp trong 3 tháng trời. Đúng là chỉ có tình yêu tình mới yêu, làm nổi cái chuyện đó chứ sức đâu. Chính xác. Trời ơi ngủ có chút xíu à ha con. Trời ơi, hai đứa này đúng là như cổ tích á. Thực ra là gì nè, cô thấy qua cái chuyện này là cô thấy dường như nó là định mệnh. Mà người ta nói là hai nửa vầng trăng là của nhau, là phải gặp nhau. Có cái phim mà Two Moon in Junction á là nó đúng như vậy luôn. Nó khớp đến đúng thời điểm luôn. Thuận là chắc cũng trên trển xuống á, cũng lỗi lầm gì á xong bị đầy xuống. Đúng không? Rồi đến hết cái nghiệp đó rồi bắt đầu mới đưa đúng rồi. Đưa tiên nữ xuống, đạp tiên nữ xuống đó rồi cứu vớt đời nó đi. Đó là mấy chục năm trời, mấy chục năm trời mới được vậy. Giờ lúc mà con chuẩn bị cưới á, con có chơi với một số bạn thân á thì một số người cứ lôi ra ngồi vậy nè. Hút thuốc, con không biết hút thuốc, con ngồi vậy đó uống cà phê các bạn hút thuốc. Rất trải đời xong em lấy vợ là sau này em sẽ khó khăn đủ thứ á. Bây giờ nói chung là bạn con toàn đưa ra những cái mà mình chưa lấy vợ mà đưa ra cái mình muốn lấy vợ luôn. Xong rồi bạn mới nói với con á là mình một mình đã khó rồi mà bây giờ mình có vợ nữa thì mình sẽ không có vươn tới cái đỉnh cao nữa. Con cũng nói với bạn con một câu mà chắc bạn con cũng hơi buồn con chút xíu. Con nói đỉnh cao của em là hạnh phúc gia đình. Sự nghiệp của em đã gần 20 năm rồi, em thấy nó vẫn vậy. Tiền bạc có lúc mất.
đến giờ phút này đỉnh cao của em là em cảm thấy một gia đình hạnh phúc. Em không biết là em với vợ của em sẽ sống với nhau được bao lâu, nhưng ít ra trong cuộc đời của em đã có một khoảng thời gian đó hạnh phúc. Còn lại em chả quan tâm nữa. Đúng vậy là đủ. Thấy chưa? Hạnh phúc là lựa chọn. Dạ. Hạnh phúc, phúc là yêu thương. Đúng không? Đúng với cái cặp này luôn á. Đó, mà lựa chọn phải đúng thời điểm nữa, đúng không con? Dạ. Công nhận ha, nó ngồi trên máy bay mà nó khấn, nó cầu trời khấn Phật cái sao đó là con mà, nói thiệt luôn á, mà con... linh nghiệm luôn á, đi con đường ngắn nhất luôn mà ngắn thiệt. Con nhìn ra cửa sổ á, cứ bay cao, con nhớ là cứ đạt độ cao nhất là ngồi con nói. Đó. Mà cái thời điểm đó con đi máy bay hoài. Đó. Mà ngắn linh quá vậy. Con công nhận là ngắn thiệt không? Xuống một cái là gặp liền, đúng không? Là nhận được một cái tin liền, đúng không? Rồi 24 tiếng đồng hồ sau là gặp liền. Mà nó có một cái trùng hợp nữa nè. Cái chuyến bay Đà Nẵng đó là cái chuyến bay mà con xong việc cuối cùng ở Đà Nẵng, là từ đó tới giờ chưa quay lại Đà Nẵng. Con thấy là đúng là có sự sắp xếp luôn á. Thiệt luôn quá, sắp xếp mặc đó. Dù là công việc Đà Nẵng vẫn còn nhưng mà nó không cần con phải đi ra đó nữa. Đúng nghĩa là chữ định chuyến bay cuối cùng từ lúc mà con gặp vợ con tới giờ quay trở lại Đà Nẵng. Đúng rồi. Rồi bây giờ hai đứa lấy nhau là được mấy tháng ta? Bữa con mới Chính xác là 17 tháng 12, 17 tháng 1, 17 tháng 2, 2 tháng rưỡi. 2 tháng rưỡi coi như chính thức về ở chung với nhau, đúng không? Em có muốn hỏi gì về cái vấn đề mà em muốn tìm hiểu không? Kể hết rồi. Không, cái chuyện mà em thường hay hỏi đó. Kể luôn rồi, là gần đến đám cưới mới có chuyện đó xảy ra. Nhưng mà rồi họ như thế nào? Cái họ giữ cho nhau lắm lúc đó. Thì đó, về khoảng cách về tuổi tác. Nhá, gái đi, nhá cái đêm trả lời. Tuổi tác này cái nọ, họ có hòa hợp không như thế nào đó? Đúng luôn á, giống như là em lớn hơn bé Ngọc cũng gần 20 tuổi đúng không? Đúng rồi, 17 tuổi. Và chắc chắn là nó sẽ có những cái khoảng cách về cái tư duy, khoảng cách về suy nghĩ. Thì đôi lúc khi nào nó có những cái bất đồng về mấy cái đó không ta? Câu đó rất là hay luôn. Mọi người nhìn vô thấy khoảng cách đúng không? Con giờ con không có khoảng cách nào luôn. Con trẻ hóa đi. Sáng con hoạt hình chung vợ con. Vợ con là đúng giờ là ăn, đúng giờ là ngủ. Sáng dậy con hoạt hình. Tối dọn dẹp coi Elsa hay coi gì coi tùm lum hết cô, tức là hoạt hình, tức là giống như là một bé gái mà trong độ tuổi cấp 2, cấp 3 gì đó. Rồi bánh tráng trộn, nói chung là giống như một con đang cảm giác giống như là lâu lâu con chọc hết cháu cần ăn gì chú đi mua. Con nói với cô cái điều này không biết là vợ con sau này có vậy không nữa nha, nhưng mà có cái điều này là con thấy hơi bị ấy luôn á, đó là vợ con chăm con quá. Nhiều khi hai đứa ngồi chơi thôi, con nói cái coi nè, con nói ôi cái này anh thích quá rồi. Mà nếu sau này mà anh mà có ấy chắc anh sẽ mua cái này. Sáng ngày mai cái món đó nằm ngay trong nhà luôn. Bất cứ là món gì. Hiểu tâm lý em vậy luôn á. Con đang sống với một bà tiên. Có nghĩa là cái là như giống như ông Bụt á, cầu được ước thấy đó. Đó. Chỉ cần cái đây chỉ cần ước là ngày mai có. Không có ước mà ngồi vậy thì nói á, tại vì á con á là con về á có nhiều người á, tức là điện thoại đồ này kia á, là phải để cá nhân riêng, nhưng con nghĩ á, là mỗi người có một cuộc sống khác nhau, cuộc sống của con muốn cái gì đó nó thoải mái. Con không có muốn cái gì đó mà phải suy nghĩ, ở trong nhà là mình phải thoải mái nhất có thể. Điện thoại con là vợ con muốn coi gì cũng được, muốn làm gì giữ điện thoại, trả lời tin nhắn của con luôn càng tốt. Cái đó là đó. Một cách tốt nhất để cho con ấy khỏi cái suy nghĩ. Thì con lướt á, con lướt cái con like hoặc là con bỏ vô giỏ hàng á, là vợ con thấy rồi, mai vợ mua đem về cho con luôn. Nhưng mà rồi á, cô hỏi nè, ví dụ giờ á anh Thuận như vậy á, là diễn viên vậy, rồi đẹp trai vậy ha, rồi con có ghen không? Con có sợ là như anh đi đóng phim này cái nọ rồi nhiều chị thích không? Con có sợ không? Con hả? Không biết sao chứ con cũng không có sợ, không có ghen. Lâu lâu thì con thấy mấy chị kia comment Facebook á, thì con chọc vợ anh nè thôi, chứ không có thấy ghen hay gì á. Con tin tưởng anh Thuận. Con tin tưởng anh Thuận, đúng không? Rồi ngược lại á, thì là con có ghen là con có sợ là con có ghen nha. Ví dụ như vợ con mà, nhưng mà tại vì vợ con ở nhà với con không à. Chứ nhưng mà con đã đi với vợ con mà vợ con đi ra ngoài đường mà có ai mà ấy, con có ghen á. Con ghen hả? Con ghen nhưng mà con không có nói vậy. Nói riêng với vợ con là vậy là anh không thích như vậy. Rồi bây giờ ví dụ như những cái người bạn của vợ con, những cái mối quan hệ bạn bè trước khi mà lấy con á, thì sao? Vợ con là có một nhóm bạn học thôi à, mà toàn gái không à. Mà đi chơi con dắt theo anh Thuận. Dạ, xong rồi con vô luôn, giống như bạn của mấy đứa. Đâu vô là con chú chứ. Không, bạn mấy đứa luôn. Là mặc đồ y chang luôn, kiểu Áo thun rộng sọt rồi này kia. Nghe kể cho em thấy hình ảnh em giống không? Anh em giống nhau quá trời. Con trẻ hóa, giống như giờ con
lúc mà con đi làm thì con mặc đồ nghiêm túc chỉnh tề, còn con đi với vợ con là con mặc đồng trang lứa. Đúng rồi. Rồi giờ sao rồi cái chuyện cái đó là cái may mắn của mình á. Rồi cái chuyện kinh tế ở trong nhà thì là ai là người quản lý, ai là người chi tiêu? Giờ em nói, anh nói. Anh nói đi. Ok. Là vợ con bình thường ở nhà là vợ con chọc con dữ lắm. Tức là vợ con là giống như một cây hài vậy đó. Chuyên chọc cho con không bao giờ mà làm cho con buồn được. Chọc con là coi như cả ngày, mà nhiều khi quả em đừng chọc nữa, giống như để cho anh bình tĩnh lại, anh suy nghĩ lại chút xíu. Kiểu vợ con có cái tính rất là hài hước, hay chọc ghẹo rồi này kia trong nhà vậy đó. Nhưng mà ra ngoài thì lại nhét. Còn con ở nhà thì con lại ít nói hơn, ra ngoài thì con lại dạng hơn. Rồi nhưng mà vợ con được một cái là tiền bạc rất là sắp xếp rất là tốt, tức là biết quản lý phải không? Dạ, biết quản lý, biết con, chi tiêu. Dạ con để từ lúc mà chưa lấy vợ con mới thấy là chết rồi, mình một mình đó, nhiều khi mình còn gặp khó khăn này kia, giờ mình lấy vợ rồi thôi mà mình cứ lấy đi, mình đã giống như đã muốn, đã cầu nguyện, đã thật sự muốn lấy vợ, muốn mình yêu thương cái người vợ này của mình thì mình phải cố gắng. Thì con nghĩ là cưới về tụi con sẽ gặp một số khó khăn nhất định, nhưng mà từ lúc cưới vợ tới cưới vợ con về tới giờ á, con không có lo gì tới tiền bạc hết trơn á, tại vì con đưa vợ con hết luôn. Vợ con sẽ là người quản lý, quản lý hết luôn mà. Vợ con cái gì mà đưa vô trong két sắt á là gì, vợ con không thèm lấy ra. Tức là vợ con có cách kiếm được những cái nguồn ở ngoài là chi tiêu trong nhà, là con thí dụ đi làm gì về tới cái gì, vợ con biết con có tiền hay gì á, vợ con nói đưa đây, vợ đút vô két sắt, là cái tiền đó nó chỉ thêm thôi chứ nó không có bớt đi. Từ lúc nó tuy là ít nhưng mà nó thêm chứ nó không có bị phơi đi. Và con không có phải tính toán hay suy nghĩ là tháng này mình phải làm bao nhiêu tiền hay là mình phải chi tiêu làm sao. Vợ con giải quyết hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà tụi con bây giờ đang ở riêng hả hay là ở chung? Hiện giờ là ba mẹ con cho hai vợ chồng con ở một cái căn nhà đối diện, nhưng mà nhà đó không phải là nhà của tụi con. Căn nhà của tụi con là dài bữa tụi con đang nhờ kiến trúc sư, là chắc khoảng một tháng hơn nữa tụi con mới xây thì xong tụi con mới là ở chính thức trong căn nhà đó. Nhưng mà ý là cô nói là hai đứa ở riêng đúng không? Đúng rồi. Tức là tự quản lý nhau, tự tự quán xuyến cái nhưng nhà mà nó mình. được như vậy là cô là ba mẹ con là làm việc theo giờ giấc mà, cho nên là cái buổi trưa á là mẹ con á rất là thích sum họp gia đình cùng ăn tất cả các anh chị em luôn. Hiện giờ là có chị của Ngọc ở xa về rồi nên là đầy đủ mặt hết buổi trưa. Ba của Ngọc trước đây, ba vợ con á là sẽ là người nấu, vợ con sẽ là người phụ, rồi mấy chị rửa chén rồi này kia, nói chung nguyên một nhà buổi trưa nó là như vậy, đùm tấm sum họp đó ha. Dạ. Gom tụ lại một nhà. Rồi khi có con về á thì con biết nấu ăn mà, thì con vô phụ. Khúc đầu thì ngại không có cho con phụ, nhưng mà từ từ con muốn phụ tại vì con thích. Rồi bây giờ là đó, mọi người rồi cùng nhau ăn cái buổi trưa, trừ những cái buổi mà đi quay ấy thôi, còn đi quay show như vậy nè là lựa cái giờ né buổi trưa ra hết. Né buổi trưa ra là để có một bữa cơm gia đình. Đúng rồi, để có cái không khí nó ấm cúng với nhau rồi. Hay còn hay nếu buổi tối mình rảnh thì cả nhà cùng đi ăn uống cà phê rồi hết nguyên ngày. Từ lúc cưới vợ về á con cảm thấy cái quỹ thời gian của mình nó vô cùng ngắn. Mở mắt ra quay qua cái tới tối rồi, tại vì nó bận liên tục mà thấy anh Thuận nó linh hoạt hẳn ra luôn á. Tức là hồi đó cô đi quay với anh Thuận á, Ngọc lúc nào nói chung là nó u sầu lắm con. Thiệt nó u sầu lắm, ít khi nào nó có cởi mở. Nó quay thì nó quay vậy đó, xong cái nó đi kiếm chỗ nào nó ngồi góc lên nó nó không có cởi mở mà mặt nó không có tươi, mặt nó tươi nó buồn lắm. Bây giờ thì rất là vui rồi. Đó thì cô muốn hỏi con nè, khi mà con về ở với anh Thuận á, anh Thuận còn có cái tật xấu gì không hay là bây giờ anh Thuận là người hoàn hảo rồi? Tại cái khoảng thời gian mình tìm hiểu nó ít quá, ít ra thì về nhà nó phải lòi tật xấu ra. Không, chưa về nhà là con đã biết có tật xấu rồi. Là em có cái ngày đó thì con đi qua cái chỗ mà anh Thuận ở thì con muốn vô phòng của anh Thuận để xem, để vô đó thôi chứ không có làm gì hết á. Thì anh Thuận sẽ đi đánh cầu lông. Em muốn vô phòng anh, em ngồi em nằm nghỉ được không? Xong anh Thuận cứ cản con, không cho con vô. Đừng em đừng vô. Nhưng mà em năn nỉ mãi mở phòng ra hết hồn, quần áo dục lên tứ tung luôn. Là em biết từ đó rồi đó. Tức là đồ cầu lông dục góc, quần áo đi quay dục góc, giày dục góc, rồi tùm lum á. Con mới nói với vợ con là em đừng có vô trong đó mất công nó xảy ra những cái chuyện không hay. Ý là viện cớ con mà gà vô cái chuyện đó mà anh không có muốn. Rồi vô trong đó rồi anh với em như vậy nó xảy ra những cái chuyện không hay cho em, anh không muốn như vậy, con viện đủ lý do hết. Xong rồi vợ nói giờ anh đi đánh cầu lông rồi thì giờ em vô trong đó. Như ổng bừa bộn đó, ổng bừa bộn mà ổng muốn giấu là chỉ có cái bừa bộn thôi hả, còn có cái gì nữa không? Thay đổi được chưa?
Chưa, bây giờ con vẫn phải làm. Bây giờ là vợ con. Ý là con làm mà con không có kiểu. Vợ con quán xuyến cái chuyện đó luôn, cho nên là lúc nào cái chỗ ở của tụi con đó nó cũng sạch sẽ tương tất đúng không? Đầy đâu đó đâu ra đó hết. Đó giờ hỏi tiếp nè, còn tật xấu nào nữa không? Tật xấu là hay như là hay xì hơi á cô. Xì hơi thì... không xì hơi nhưng mà nó kinh khủng. Con đã nói rồi. Con là con canh như vậy nè, tại vì con biết vợ con à, vợ con hay nháy với con lắm, giống như là hay chọc con đó thì con chọc lại, mà con canh là những lúc mà con gần rồi đó con ém. Tự dưng đắp nguyên cái mền. Con ém mà bắt đầu con hay da bộ con đắp mền là chính là hết, vợ con tưởng gì rồi ôm rồi vô bước một phát giữ cái mền lại. Cái đó là mình cố tình đúng không? Chỉ có hai cái đó. Máy đạn á đúng không? Máy đạn á. Dạ đúng. Mà mẹ nói này chắc mẹ không mua mít cho ăn nữa. Còn nói vợ giỡn, mẹ ơi mẹ vợ ở ngoài à. Mẹ vợ thích mua trái cây đầy đủ rồi trong đó có mít nữa. Mà có con ăn mít về là bữa đó là vợ con chết chứ con. Lúc nào cũng đưa mít cả đống về. Vô tình hại con gái luôn. Mà con nó giỡn mẹ con không biết mẹ có phát hiện ra đó. Con có muốn anh Thuận thay đổi cái gì không trong hai cái tật mà con vừa mới nêu ra? Không, con không muốn thay anh Thuận thay đổi gì hết á. Tại vì nếu mà bày bừa thì con xếp lại cũng được, con cũng không có bực mình hay gì hết á. Thì mỗi lần đi chơi thì mỗi lần xếp lại một đống thôi chứ không có gì. Cũng bình thường thôi. Hôm nay tụi con cũng bung đống ra nè, chút nữa hai tụi con về bắt đầu xếp lại. Xếp với nhau. Dạ, hôm nay tụi con đi đến đây á là tụi con mặc đồ cưới đúng không? Nhưng mà con thì mặc sẵn cái bộ trong rồi, chỉ khoác áo lên thôi. Vợ con thì phải mặc bộ đồ kia. Mà con thích cái áo đó lắm. Lúc nào đi đâu cũng nói vợ con thích cái áo đó. Thấy vợ con mặc thoải mái mà nó nhẹ nhàng, nó rất hợp với vợ con. Mà con biết cái áo đó nằm đâu hết luôn á. Con để vợ, con để nhưng mà để vợ con kiếm. Vợ con bung hết tủ này, tủ kia bung hết luôn. Xong hết rồi xong cái nói nãy giờ là tôi biết nó nằm ở đâu nhưng mà tôi để cho cô bung. Tôi chỉ cho là chỉ là bây giờ ở ngay một đó. Nhà rắn mắt quá. Bây giờ nó đang nhận nha. Lầy thiệt cái Thuận Nhật chưa từng thấy á. Thì không bao giờ nghĩ là nó lầy lại luôn á trời. Có tình yêu nó khác à chị ơi. Là hai đứa con giống như là hai người bạn mà giỡn với nhau gì đó con. Hai đứa nít á đúng không? Sáng là ba mẹ tụi con á là tại vì ba mẹ về sớm lắm, tại bỏ mối là xong là ba mẹ về. Sáng con hay về sớm là con đi uống cà phê với chơi chim cảnh với ba vợ của con. Nhưng mà dạo gần đây là vợ con thích coi hoạt hình rồi đó, cho nên là tụi con coi xong mới được tụi con dậy trễ. Rồi có hôm tụi con dậy tụi con không ra, không đi ăn, đi xuống đi ăn cái gì hết, tụi con cứ coi phim rồi lên mạng rồi làm gì đó. Đúng rồi, vợ chồng son luôn. Nó thành giống đúng như là bây giờ không cần biết xung quanh là gì, là chỉ có biết hai đứa nhau bên nhau vậy là đủ rồi, là hạnh phúc rồi. Trong cái khoảng thời gian này nó đang hạnh phúc như vậy thì con không biết nó kéo dài được bao lâu, nhưng mà ít nhất trong cuộc đời con đã có cái khoảng có những cái khoảnh khắc và thời gian như thế này. Rồi vậy là chắc là vợ không có tật xấu rồi đúng không? Vẫn có chứ. Theo Thuận, bé Ngọc có tật xấu nào không? Vợ con hả, tật xấu là nó chiều con quá. Quá chiều. Vợ con là con như giống như con nói. Ta chiều sao gọi là hiện giờ trong điện thoại của con, vợ con này là có khoảng 6 món mà con nói thôi đừng có mua cho anh chỉ là anh thích anh để đó thôi, để anh nhắm nó thôi chứ anh không mua. Nhưng vợ con cá với cô luôn á, vài bữa sắp tới sinh nhật con là 6 món nó nằm trong nhà. Trời ơi hiểu mà đi mà sambo trong bụng tại nhau vì thì... á là nhiều khi nè coi thấy gì thôi, nhìn thấy gì thôi, cái gì, vợ giả bầu rủ đi ăn, rủ đi ăn cái vợ em muốn đi vô đó gì đó, cái vợ nói nè nè em mua cho anh nè, xong nó chơi chưa làm gì đó tiền của anh. Nó em có tiền em có quỹ hết anh đừng lo. Cô bé còn nhỏ mà tâm lý đó, ghê đó. Coi như cái tật xấu là quá chăm sóc cho mình. Trời ơi nói mà hạnh phúc ghê. Rồi sao rồi còn cái gì nữa không? Rồi, con có muốn Ngọc thay đổi điều gì không? Đi mua, ý là muốn mua gì cho con nói con trước đỡ tốn kém một chút. Nhiều khi mua về con mặc không vừa, với lại mua cái món đó về con lỡ ăn no rồi con không ăn được cái cũng hơi tội nghiệp. Nhưng mà con ở nhà con ăn nhiều quá cái con mập. Bị lên ký đúng không? Mỗi lần nãy giờ anh Tiên định nói rồi đó. Mỗi lần con mập thì con lại tự nhìn vô gương, con lại tự bực với chính mình cái con đi tập thể dục. Con mới nói với vợ con là mỗi lần đi tập thể dục rất là mệt, mà cứ ăn lên 1 kg, tập xuống 1 kg là nó phê lắm. Rồi vợ con mua đồ cho con á, gọi điện anh rể, có anh rể, anh đó, anh rể con tên Hậu. Anh Hậu mặc size gì cỡ ông, cỡ anh ông? Anh nói, thì chắc cỡ anh đó, nếu mặc ôm thì chắc cỡ anh. Vậy hả? Rồi quần lót anh Hậu mặc sai gì? Con cũng ngây thơ. Xong rồi con nói xong con mới suy nghĩ, ủa tự nhiên mua quần lót cho anh rể như trời. Quần lót sai gì? Bữa em nhớ anh mua sai gì cũng nói sai. Bình thường á là con mặc cái quần đùi như nè, cổ vô cũng ngại.
mua thì tao vô tao lựa đi không vô ngại chụp đài cái đem về mua chất quá. Mua cái quần hình tam giác rồi không ngại quá tại vì vô đó toàn đàn ông mà tự nhiên con mo men vô lựa quần cho mà là đi mua cho con á nhưng mà không có nhớ bắt đầu gọi con giả bộ hỏi đáng yêu để kể là chắc cầu tới tháng sau á bây giờ đang cầm yêu này dễ thương quá nhưng bây giờ nói tóm lại con chỉ muốn vợ con như thế này thôi không thay đổi nữa con muốn vợ con với vợ con á thật sự luôn cả hai đứa trong đời sống vợ chồng cứ như thế này không cần thay đổi gì hết có con vẫn giữ cái mặt như vậy tới khi nào chết luôn cũng được không cần phải thay đổi không cần phải lớn lên không cần phải gì hết còn cuộc sống bên ngoài á là cuộc sống mà tiền bạc đồ này kia là mình đã trải qua nhiều là mình sẽ có cách hết cỡ gì cũng có cách hết bây giờ vợ con may mắn một cái là được ba mẹ sắp tới sẽ cho ấy, nên là có hậu thuẫn của gia đình nhiều hết trơn rồi á là cứ để vậy khi nào có em bé thì là sẽ có em bé thôi dạ, chứ không có kế hoạch gì đúng không tụi con là không có một cái kế hoạch gì kế hoạch của tụi con là tối nay ăn gì anh có đồng ý hay không giống như cô có thấy ai mà rủ đi ăn nhà hàng mà quạo không vợ con rủ đi con đi ăn nhà hàng mà con quạo tại vì rủ đi ăn hoài mà con nói ăn hoài mập lắm mà vô đó không ăn không được đó, kiểu như bây giờ mình phải tốt lại không nó kể tới tháng được. Sau luôn chị em mình ngồi hoài luôn đúng đó. Mà riêng đối với cái cặp này chắc mình không cần phải chúc tại vì sao với ông bạn này á là bạn có một cái tâm linh xuyên không rồi cho nên là bạn cầu được ước thấy nãy giờ bạn mong muốn cái gì về cái tình yêu của hai bạn này thì chắc là con sẽ được y chang như vậy thôi đó okay. Cho nên là đúng không em có muốn lời gì chúc cái người không thật là, sự là em thấy là Ngọc đó là Thuận là hai em quá dễ thương rồi và cứ cái đà này mà phát triển hơn nữa thôi mà Ngọc Thuận mới ghê chứ Ngọc Thuận dạ. Nó là Ngọc Thuận nó cũng, tên là Ngọc Thuận vô đó, luôn đó cô. Là vô là Ngọc Thuận đó xong rồi sắp sửa tụi con làm là cũng màu ngọc màu xanh ngọc trong nhà luôn rồi thôi thế thì chúng tôi chỉ xin nói một điều là chúng tôi ghen với hạnh phúc của anh chị cảm ơn đó cô. Mong là anh chị cứ như thế này mãi rồi sau này trời ơi có baby ha trời ơi giống mẹ cũng đẹp giống ba cũng đẹp đã. Trời ơi tuyệt sắc con trai cũng đẹp mà con gái cũng đẹp đúng không có được trong năm nay nữa con rất là mong là có em bé sớm để giống như tụi con vợ con sinh sớm thì sau này vợ con sẽ có nhiều thời gian hơn với con chứ trễ quá vợ con sức khỏe nó sẽ không có tốt bằng bây giờ đúng rồi cầu được ước thấy anh nói là cầu được ước thấy một chút xíu mà lụm được bóc cái nồi luôn. Cái chùi nồi. Nồi là coi như năm nay có tình yêu luôn đó. À có bóc cái chùi nồi đó rồi cảm ơn hai em đúng rồi hai người này sẽ có trong năm nay luôn dạ cảm ơn cô tụi con đang rất là mong cả gia đình đang rất là mong vợ con có em bé sau đây nha sau đây á con chịu khó con điện thoại cho anh Bin cái là coi như 100% điện thoại riêng nghe anh biết rồi ok